lạc tại số 129 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, là một tòa nhà to lớn theo kiến trúc Pháp. Thoạt nhìn có lẽ không ai nghĩ, nơi đây có một ngôi thành cổ với niên đại hơn 300 năm. Đi sâu vào bên trong khuôn viên thành cổ Biên Hòa, quý vị sẽ được một sở thị những đoạn tường thành cổ xưa dày đến 60cm. Chúng được xây dựng hoàn toàn bằng đá ong cổ xưa từ thời nhà Nguyễn. Hiện chỉ còn lại một số mảng tường thành bằng đá ong như thế này. Những hành lang với rất nhiều cánh cửa bằng gỗ. Những ô cửa thông gió với song chắn bằng sắt. Đến những mảng tường bằng đá ong phủ đầy rêu phong của ngôi biệt thự cổ đều được giữ nguyên trạng theo đúng kiến trúc Pháp. Theo thư tịch cổ, thành cổ Biên Hòa được xây vào năm Gia Long thứ 15 với tên gọi là Thành Cựu và được xây đắp bằng đất. Đến năm Minh Mạng thứ 18, Thành Cựu được xây lại bằng đá ong và đổi tên là Thành Biên Hòa. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, bị tàn phá, hiện tại diện tích thành cổ Biên Hòa chỉ còn gần 11.000 m², bị thu hẹp chỉ còn 1/8 so với trước đó. Toàn bộ hệ thống tường thành thì được xây dựng bằng đá tổ ong, đó là một cái đặc biệt. Cái đặc biệt thứ hai là hai ngôi biệt thự này được xây dựng bằng theo kiến trúc Pháp và toàn bộ cái tầng 1 và tầng 2, kết cấu của nó không phải là bê tông cốt sắt mà là những cái mái vòm cuốn bằng gạch và ở trên thì người ta cho một cái lớp vôi vữa và nó đặt ở bên trên. Đó là cái đặc biệt của cái ngôi tòa thành. Một cái điều may mắn nhất cho Nam Bộ, cho Đồng Nai là thành cổ Biên Hòa tuy đã bị người Pháp thu hẹp lại nhưng nó vẫn còn những cái dấu tích, vẫn còn những cái viên đá, viên gạch, vẫn còn những cái bờ tường, vẫn còn những cái căn nhà là của những cái dấu tích của lịch sử. Trước đây thì do kinh tế rồi có do chiến tranh rồi các thứ người ta cũng không quan tâm. Nhưng mà khi biết được thì người ta mới biết được đó là cái cổ mà cũng là biết được cái sự hình thành của thành phố Biên Hòa. Thì người ta mới bắt đầu với là trân trọng và coi như là truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau biết được sự hình thành và phát triển của thành cổ. Đã từng trải qua 4 lần trùng tu sửa chữa lớn, với bề dày lịch sử của mình, thành Biên Hòa là tòa thành cổ từng chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của vùng đất Đồng Nai nói riêng và Nam Bộ nói chung. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chịu sự tàn phá bởi chiến tranh, đến nay diện tích thành Biên Hòa đã bị thu hẹp đáng kể. Thành cổ Biên Hòa vốn dĩ trước đó nó là được xây dựng trên cái nền móng của cái thành cổ xưa thành Lạc Mang. Và sau đó đó thì nhà Nguyễn đã cho xây dựng lại cái thành này với một cái diện tích khá rộng, nó sát với sông Đồng Nai chứ không phải như cái tòa thành hiện nay. Và đến năm 1861 thì người Pháp người ta thu hẹp cái thành này lại. Cho nên một thời gian dài lịch sử người dân người ta cũng không biết đây là thành cổ Biên Hòa. Chỉ họ biết sau khi các cái tài liệu mà do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, do Ban Quản lý Di tích trên công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt từ khi được xếp hạng đến nay, và chúng tôi mặc dù chưa được trùng tu nhưng mà chúng tôi mở cửa và có một số các cái hoạt động để người dân người ta đến người ta biết đây là thành cổ Biên Hòa. Được công nhận là di tích cấp quốc gia vào cuối năm 2013, sau một thời gian dài bị bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng, đến nay việc trùng tu tôn tạo thành Biên Hòa vẫn đang tích cực được triển khai. Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động, khu di tích lịch sử thành Biên Hòa hứa hẹn sẽ là điểm tham quan độc đáo cho du khách gần xa.